Trung Quốc vừa tiến hành diễn tập quân sự bắn đạn thật tại Biển Đông vào khi tòa trọng tài quốc tế tại La Hay được dự trù ngày 12 tháng 7 sẽ có phán quyết vụ Philippines kiện các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại vùng biển có tranh chấp này. Hải quân Trung Quốc đã tiến hành các diễn tập tác chiến có bắn hỏa tiễn thật giữa quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa và đảo Hải Nam của Trung Quốc. Truyền hình nhà nước Trung Quốc chiếu hình ảnh chiến đấu cơ, tàu chiến từ hạm đội Nam Hải, Đông Hải và Bắc Hải của Hải quân Trung Quốc với sự hỗ trợ của phi cơ chiến đấu đã được điều động tham gia cuộc diễn tập quân sự này. Theo Nhật báo Quân đội Giải phóng Nhân dân trích thuật trang mạng của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, thì cuộc diễn tập tập trung vào việc kiểm soát trên không, trên mặt biển, chống tàu ngầm, đồng thời tăng cường tính sẵn sàng chiến đấu của hải quân nước này. Tuy nhiên, tờ báo này quả quyết, đây là các hoạt động diễn tập thường kỳ, không có liên quan gì tới phán quyết sắp tới của Tòa trọng tài quốc tế về vụ Philippines kiện Trung Quốc tại Biển Đông.